con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh liên tục bị mạo danh trục lợi. Bên cạnh việc mạo danh những người nổi tiếng thì thời gian qua, coi mạng còn xuất hiện những kẻ mạo danh người đang được chú ý nhằm giăng bẫy những người nhẹ dạ cả tin. Đơn cử như chị Hồng Loan, con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, thời gian qua đã không khỏi đau đáu bởi nhiều thành phần sử dụng tên tuổi của mình để trục lợi, đặc biệt là từ khi con gái ông Hoàng Cải Lương phát triển thêm mảng kinh doanh. Theo đó, chị Hồng Loan cho biết là vừa bị lập nhiều nick Facebook giả, trong đó có một tài khoản có tên Võ Thị Hồng Loan đang nội dung chốt đơn hàng và yêu cầu chuyển khoản. Trong livestream của mình, chị Hồng Loan chia sẻ: "Tôi thông báo để mọi người cẩn thận tránh bị lừa, tôi chỉ sử dụng đúng một tài khoản duy nhất trước nay và không lập thêm." Bên cạnh đó, trên trang cá nhân thì chị Hồng Loan cũng đăng tải thông tin cảnh báo và mong khán giả thận trọng. Chị cũng đã gửi lời cảm ơn đến mọi người đã ủng hộ nhiệt tình giúp mình có thêm thu nhập để lo cho con sau thời gian thất nghiệp vì ồn ào kiện tụng. Chia sẻ công việc hiện tại, chị Hồng Loan bày tỏ mình muốn bán hàng online vì không muốn mắc nợ bất kỳ ai. Chị muốn vẫn có thể làm chủ tài chính, kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Đồng thời, chị Hồng Loan hy vọng khán giả yêu thương có thể mua ủng hộ và chuyển khoản đúng với số tiền của món đồ, đừng trả thừa tiền hay quyên góp thêm vì chị không muốn vướng những rắc rối liên quan đến tiền bạc. Theo như iBiz tìm hiểu trước đó thì con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cũng không ít lần bị giả mạo tài khoản. Nhưng cá nhân này đăng tải hình ảnh, thông tin thất thiệt về chị và gia đình nhằm câu view, thậm chí một số thông tin không kiểm chứng gây ảnh hưởng đến gia đình và danh tiếng của cha chị là cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh.